Và chúng ta đến với trận đấu thứ 5. Vừa rồi là một trận đấu mà Tài Cói nâng tỷ số lên thành 3-1 với một trận đấu lại tiếp tục được cầm Minoan. Dường như con Minoan này có vẻ lưng khá hợp với Tài Cói. Và trận đấu này thì Maxwell ở nhà đối đầu với Sen. Ai chà. Vâng, vòng bán kia chúng ta là chạm 4 và trận đấu này thì nhiều khả năng tỷ số sẽ được rút ngắn còn 3-2 cho Lương Hồng Dôn, khi mà trận đấu này Lương Hồng Dôn được cầm Sen, một đại quân rất mạnh ở trong map solo. Siêu mạnh thì đúng hơn. Sen đối đầu Maxe, mặc dù về lý thuyết thì Maxe cũng chả sợ Sen lắm. Với một cái bài Maxe khung. Nhưng mà không phải cái bài nào của Maxe cũng khủng. Vâng, thế như vậy là quýt luôn. Thực sự rất khó. Vâng, như vậy đây là bài mà dường như là không lên đời. Và thôi quýt luôn, đánh nhau nhanh. Chúng ta đến với trận đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 6.